tóm tắt nhanh những mùa trước chuyện là có thanh niên tên là Barry Allen anh có siêu tốc độ và đã trở thành The Flash sau khi bị xe đánh ở phần 1 anh đã chiến đấu với kẻ thù đã giết chết mẹ mình là Reverse Flash mùa hai thì anh tiếp tục sau so giày với Zoom một tên phản diện đã giết bố anh mùa thứ ba Barry phải đánh bại một kẻ tự xưng là thần tốc độ tên Savitar cuối cùng ta biết được hắn chính là tàn dư mà Flash tạo ra trong tương lai hay nói cách khác Flash phải vượt qua chính bản thân mình ở cuối phần này Barry nguyện đưa mình vào Speed Force để cứu sống mọi người nhưng ai cũng biết anh sẽ trở lại trong phần thứ tư trong thời gian Barry vắng mặt cậu em Kid Flash phải trở thành người hùng của thành phố Central. Vẫn có những người tin rằng Flash sẽ quay trở lại, nhưng cũng có nhiều người tin rằng anh đã ra đi mãi mãi. Trong số đó có Iris, bạn gái của Barry. Nhưng đó chỉ là cách cô cố tỏ ra mạnh mẽ. Thay vì vừa ăn kem vừa ngồi khóc trong bồn tắm, chưa ai cũng biết Iris yêu Flash chỉ sau mỗi dân Hawaii. Ngay lúc này, trong thành phố xuất hiện một tên phản diện samurai, tên này mạnh phết và hắn yêu cầu thành phố giao nộp The Flash trong vòng một ngày hoặc sẽ bị san phẳng. Không thể đợi đến tập 2, Cisco cùng mọi người tìm cách mang Barry trở lại từ Speed Force thí nghiệm đã thành công nhưng Barry trở lại với một cái đầu hơi hâm hâm ăn nói thì lung ta lung tung tay thì luôn viết một loại ngôn ngữ kỳ lạ phải đến khi Iris bị samurai bắt đi thì anh mới lấy lại trí nhớ tuy nhiên tên samurai này thực chất chỉ là một con robot được điều khiển từ xa nó thậm chí còn chả biết đọc kịch bản cho kênh youtube nhưng ít ra thì nó mang được the flash quay trở lại đường đua để sang tập 2 và đối đầu với một dị nhân có khả năng điều khiển các thiết bị điện tử hắn đã biến một ông nhà giàu thành món xoài lắc trong cầu thang máy sau đó chiếm quyền điều khiển khiến một chiếc tesla lao không phanh nhưng lần này chủ xe may mắn hơn vì flash đã kịp thời tới đúng lúc để tháo tung linh kiện ra trước khi anh đâm vào một công trường xây dựng. Hy vọng là anh này mua bảo hiểm rồi. Sau khi liên kết mối quan hệ của các nạn nhân, thì Barry truy ra là họ cùng hung thủ đã từng chung nhóm khởi nghiệp. Nhưng vì có cãi cọ xảy ra nên sau đó ba người kia thì thành triệu phú, còn hung thủ thì nghèo rớt. Flash suýt chút nữa đã bỏ mạng vì đối đầu với hắn, bởi Cisco đã tích hợp quá nhiều công nghệ mới vào bộ đồ, tạo điều kiện cho hắn điều khiển và Flash phải tự ném tia sét vào bản thân để vô hiệu hóa nó. Sau khi tống hắn vào nhà tù đặc biệt, nơi hắn tiết lộ hắn cùng một số người khác mới có được sức mạnh. Từ khi Flash quay trở lại từ Speed Force và tất cả chúng đều nằm trên bàn cờ của vô một tên phản diện tôi sẽ đề cập ở phần sau. Quân cờ thứ hai chính là Becky, người có khả năng hút may mắn của những người xung quanh để trở nên chó đỏ. Từ đó cô ta dùng năng lực đó để đi đánh bài với cả cướp ngân hàng. Cho đến khi sự đen đủi bao trùm cả thành phố và tệ nhất, nó làm một chiếc máy bay rơi. Điều đó khiến Cisco cùng Harry, người vừa quay lại từ vũ trụ 2, phải khởi động máy gia tốc hạt để giải phóng năng lượng để vô hiệu hóa chương khí, để cứu cả thành phố cũng như giúp Flash bắt Becky lại. Sau khi điều tra thì hôm Flash ra khỏi Speed Force, năng lượng tối đã bay qua một chiếc xe buýt biến tất cả mọi người trên xe thành Meta Human trừ ông tài xế. Ông này thì chết luôn. Thế là Flash phải chạy đi điều tra. Người đầu tiên anh tìm được là Raph, từng là cảnh sát, nay đã mở văn phòng thám tử tư, có khả năng kéo giãn cơ thể như cao su giống như Luffy, nhưng mà lại hơi khó kiểm soát nên Starlab đã giúp anh ta đưa cơ thể mình về như ban đầu và làm bạn gái anh ta thở dài cực nhiều sau đó để trả ơn. Rap đã giúp Flash bắt lại tên thị trưởng xấu xa. Nhận thấy Rap không hề có tố chất tội phạm, Flash đã mời anh về StarLab. Trước khi Berry và Iris tổ chức lễ cưới, họ mời anh chị em đi ăn tiệc độc thân. Trong khi anh em đang chén chú chén anh, thì chỗ các chị bị một tên mắt rắn phá đám. Hắn yêu cầu Killer Frost trở về câu lạc bộ của bà chủ hắn là Umnet để bàn chuyện làm ăn. Cô thì không muốn dính dáng nên cuối cùng thì hai bên xảy ra ẩu đả may là không ai thiệt mạng nhưng bà ta vẫn là một mối hiểm họa tiềm tàng quay trở lại với cuộc điều tra dị nhân trên xe buýt sau khi đào sâu vào trí nhớ của rap để tìm kiếm các hành khách khác mọi người được dẫn tới một meta human tiếp theo là mina cô ta có khả năng thổi hồn vào các mô hình rồi sau đó sai khiến chúng một năng lực nghe thì rất là đêm ở viện bảo tàng nhưng nó là không đủ để làm khó flash ở cuối tập phim sau khi lọc qua lại vài ngàn người có tên Devo giống như rap đã từng nhắc tới họ quyết định chọn một người có CV sạch sẽ nhất, giáo sư Divo. Divo là một giáo sư đang giảng dạy tại một trường đại học cùng với vợ. Ông ta có niềm đam mê lớn lao với tri thức của nhân loại và đã chế tạo ra chiếc mũ tri chi thức để trở nên thông minh hơn. Vào cái đêm máy gia tốc nổ, Divo đã đội nó và sau đó trở thành thiên tài, đổi lại sự thông thái đó. Tứ chi của ông bị rút cạn năng lượng khiến Divo không thể đi lại bình thường. Vì thế bà vợ chế cho ông một con ghế massage tích hợp thêm nhiều tính năng chiến đấu. Còn về phía Flash, không những không tìm được bằng chứng buộc tội Divo anh còn bị sếp lớn ở sở cảnh sát đình chỉ vì làm phiền giáo sư vượt quá trách nhiệm dù bị tất cả mọi người cô lập nhưng Barry vẫn một mực tin vào trực giác của mình vậy nên anh vẫn mặt dày đến gặp Devo dù đã có lệnh cấm để đáp lại sự kiên quyết đó Devo cũng không ngại chơi bài ngửa hắn thừa nhận mình là bộ não đứng sau đám Meta và hắn biết tổng danh tính của Flash mọi người ở Star Labs lẫn những kẻ thù mà anh đã chiến thắng nhưng mà khoan khoan đã tạm để hắn qua một bên vì đã đến lúc để cô lập tập này là sự kiện crossover của ba show Flash Arrow và Supergirl diễn ra ngay trong lễ thành hôn của Flash và Iris. Có một nhóm phiến quân phát xít lao vào phá rối giữa buổi tiệc. Nhóm này có Arrow và Supergirl phiên bản xấu xa. Với danh sách khách mời toàn siêu anh hùng thì phiến quân chịu trận rút lui. Bọn này đến từ vũ trụ X nơi mà Hitler giành chiến thắng, Đức trở thành cường quốc nắm đầu thế giới. Nhóm siêu anh hùng phát xít này muốn xâm lược vũ trụ 1, ngoài ra còn bắt cóc Supergirl để cứu sống Supergirl phiên bản xấu xa. Phe anh hùng không thể ngồi yên, họ liền tới thẳng vũ trụ X để tính sổ nhưng trận thất bại trên sân khách đã khiến cả lũ bị nhốt lại ở trại tập trung. Captain Câu ở vũ trụ này là người tốt và đã giải cứu đội anh hùng. Sau đó Arrow cải trang thành quốc trưởng để dẫn cả đội vào căn cứ và đánh một trận với quân xít. Dù đã chiến thắng và thành công trở về vũ trụ 1, nhưng giáo sư Stein, một nửa của Firestorm đã dính đạn khiến Jason cũng bị tổn thương tương đương nên ông quyết định tách mình khỏi sức mạnh của Firestorm để một mình mình chết. Sau đó Supergirl cũng được giải cứu kịp thời trước khi bị Reverse Flash mổ bụng Cả ba cặp siêu anh hùng đối đầu lẫn nhau Tất nhiên là phe thiện thắng Cuối sự kiện không chỉ cặp Barry Iris Mà cả Oliver và Felicity cũng làm lễ đính hôn đơn giản bên hồ để fan service Quay trở lại với show The Flash Cisco đặt tên cho Devo là Thinker và Thinker đã tìm ra cách để chống lại sự lão hóa của cơ thể bằng cách truyền ý thức vào một anh da đen cao to sướng nhất bà vợ không những vậy anh chàng này còn là bạn mới của Caitlyn còn cái xác cũ hắn dùng để đẩy cho Flash tội hành hung một girl chống hai cấp sau nhiều nỗ lực kháng cáo không thành công Flash này đã phải khoác áo tù ở đúng trong căn phòng mà bố anh đã từng check in Cuộc sống trong tủ cũng khó khăn Nào là chuyện ma mới, các băng đảng Nhưng thật may anh đã được một ông chú bảo kê Bởi trước bố anh đã từng giúp đỡ ông ta Thực ra Flash cũng không cần giúp lắm Nhưng quan trọng là tình người Sau khi tâm sự một hồi, Barry biết ông bác bị đi tù oan nhưng vụ án lại quá trùng hợp khiến ông không cách nào có thể giải oan được Nên anh đưa ông bác trốn tù sang Trung Quốc luôn Không biết từ khi nào anh được quyết định thay cho hệ thống pháp luật của Mỹ Nhưng mà hay đấy Barry Trong nhà tù thì luôn có nhiều góc khuất Chẳng may tên cai ngục mẫu mực lại quen biết với Amunet, bà ta thì chuyên buôn bán dị nhân. Sau đó Flash bị chuyển vào nhà tù đặc biệt cùng với các meta anh từng hạ gục. Barry đã sử dụng kiến thức hóa học của mình để giải thoát bản thân cùng với các bạn tù. Kế hoạch đó suýt thành công nhưng rồi Devil xuất hiện. Hắn tới hút tất cả sức mạnh của đám meta truyền vào mình, sau đó đổi xác sang cô gái may mắn Becky và lại biến mất để giải oan cho Barry ra tù một cách chính thống. Raph đã biến thành vô phiên bản gốc và ra tòa làm chứng. Và bạn đoán xem trong khi đó thì thằng cha già kia đang làm gì trong thân xác của một cô gái trẻ? Chắc chắn là vạch ra kế hoạch xấu xa rồi Hắn muốn tìm kiếm những người còn lại trên xe buýt Để cướp lấy năng lực của họ Cơ thể tiếp theo bị chiếm dụng là của Izzy Cô gái chơi đàn ra sóng âm Để đối phó với một kẻ thù thông minh gấp đôi học sinh lớp 5 Nhóm Flash cần một người thông minh hơn như vậy Và Harry đã đưa đầu làm chuột bạch cho chiếc mũ IQ ông chế tạo Hôm nay Flash đối đầu với một tên Meta Từng trên chiếc xe buýt Có khả năng chuyển sức mạnh của người này sang cho người khác và hắn đã chuyển tốc độ của Flash sang Iris Vậy nên là We Are Flash là phát không phải dốc Thật may rằng tên Meta này là người tốt nên sau khi thuyết phục anh đã Ctrl Z siêu tốc độ về cho Barry Cảm thấy sức mạnh Ctrl Z này có thể đối phó được với Devo Mọi người thuyết phục anh ở lại nhóm Chiếc mũ của Harry vẫn chưa đủ thông minh so với Devo Nên ông quyết định kết nối nó với con AI Gideon từ tương lai Từ đó chế tạo ra món đồ chơi cao tơ lại Devo chính là một chiếc âm thoa nó có thể xuyên qua tấm chắn bằng bước sóng riêng cũng như không bị điều khiển như đồ điện tử nhưng vô đã đi trước một bước hắn đánh lừa cả nhóm bằng hình ảnh ba chiều sau đó xuất hiện trong một thân xác khác và trực tiếp đến star để đánh úp mọi người tệ nhất hắn đã chiếm được thân xác của raf một cơ thể hoàn hảo không sợ bị lão hóa lại còn có thể biến thành đủ thứ hình dạng khác nhau sướng nhất vợ vô càng sở hữu nhiều quyền lực vô càng tha hóa giờ hắn muốn thống trị thế giới thay vì khai sáng nó như ý định ban đầu việc này dẫn đến nội bộ lục đục vợ hắn đã bỏ đi cùng chiếc ghế massage đi vô một mình lên kế hoạch biến cả thế giới thành lũ ngu và để làm điều đó hắn cần vệ tinh và để có vệ tinh hắn đột nhập vào căn cứ quân sự như một vị thần theo lập luận của hắn sau khi thực hiện chính sách ngu dân hắn sẽ là người tái định hình lại trái đất không còn chiến tranh không còn nghèo khó cũng như là bệnh tật không còn cả ghế massage mọi người nhận ra để có thể chiến thắng cuộc chiến sống còn này là phải chui đầu vào đầu của kẻ thông minh nhất đi với sự trợ giúp của vợ đi vô cùng cây ghế berry vào được bên trong giáo sư đang nói về tâm trí nhé. Ở đây họ tìm thấy Raf, nói theo cách phương Đông thì là linh hồn. Sau khi được Flash động viên, Raf lấy lại cơ thể và đẩy đi vô ra. Tuy tiên giáo sư có chuyển ý thức vào trong chiếc ghế, nhưng chỉ cần rút dây điện là có thể hạ gục hắn vĩnh viễn. Cuối phần 4, Nora Allen, con gái của Barry cùng Iris trở về từ tương lai để thông báo cho hai ông bà già. Tôi xin phép được gạt qua mấy tên tội phạm lăn tăn để tập trung vào vấn đề chính. Mọi người cần giúp Nora quay trở về tương lai. Nhưng ngay khi tìm ra giải pháp, Flash lại mềm lòng và để con bé ở lại thêm một thời gian. Tên phản diện tiếp theo mà Flash cần phải đánh bại là Cicada. Theo lời Nora kể lại, chưa một ai từng đánh bại hắn, dù là Flash hay Arrow, kể cả Supergirl. Đến danh tính của hắn trong tương lai cũng rất mờ mịt, vậy nên họ cần một thám tử. Hay nói cách khác là Wells phiên bản Sherlock Holmes. Cicada tên thật là Orlan. Hắn có một món vũ khí hình cây sét trong tay. Vào cái đêm vệ tinh của Devo rơi xuống, cả Cicada và con dao đều có sức mạnh. Lý do Cicada hận đời vào cái đêm vệ tinh rơi, cháu gái của hắn là Grace cũng bị dính trưởng trở thành meta human với năng lực là siêu hôn mê nên hắn quyết tâm tiêu diệt hết sạch meta human trong thành phố team flash lên kế hoạch quay về quá khứ để thu thập một số item giúp counter lại cicada mà không làm xáo trộn dòng thời gian bằng cách đặt thiết bị đó ở trong một cột bê tông ở bệnh viện rồi khi trở lại hiện tại flash dụ được hắn ném dao găm đúng vị trí đó sau khi dao găm bị vô hiệu hóa tạm thời cisco mở cổng không gian ném nó ra ngoài vũ trụ dù sức mạnh của cicada vẫn đủ để lôi nó về hắn biết mình đang yếu thế nên tìm cách rút lui đây tiếp tục là sự kiện crossover giữa ba show siêu anh hùng Tóm tắt ngắn gọn thì Flash và Arrow bị đổi vai cho nhau bởi một ông tên là The Monitor. Tất nhiên cả hai không hài lòng chút nào khi nghĩ về việc thằng bạn sẽ ngủ cùng vợ mình đêm nay. Thế là hai anh cùng Superman và Supergirl tìm cách fix lại và nó đã thành công. Quay trở lại mạch phim. Sau khi phát hiện ra mối quan hệ giữa Cicada và cô cháu gái Grace, mọi người chuyển qua cách tiếp cận gián tiếp bằng cách đi vào tiềm thức của cô bé bằng một thiết bị. Tất nhiên là do các thiên tài Starlab chế tạo ra nora là người đã đi tiên phong nhưng cánh cổng bất ngờ bị đóng lại khiến cô mắc kẹt cho đến khi bố mẹ cô là barry và iris tới giải cứu chuyến đi đó cũng chẳng vô ích khi giờ đây nhóm đã biết được chính xác cicada là ai nhà ở đâu vậy nên iris đóng vai làm phóng viên đến hỏi thăm trực tiếp hắn nhưng một tên cáo già như Orlin sớm đã nhận ra mùi không thơm nên hắn rút dao toàn thanh toán Iris trong một tình huống nguy hiểm Iris đã rút bút bi đâm thẳng vào ngực khiến hắn khó thở sau đó còn gửi tới hắn một thông điệp đanh thép về công lý tối hôm sau Cicada đến thẳng nhà Iris để đáp lại thông điệp Nora và Killer Frost sau đó lên đồ đi giải cứu cô nhưng kết quả công chúa băng lại bị hắn đâm một dao vào lưng Nora muốn sửa sai nên đã du hành thời gian về vài tiếng trước để cảnh báo vài người và rồi cuối cùng lại dẫn đến một kết cục khác khiến Raph là người phải bỏ mạng Nora lại reset Người ngã xuống lần này là Cisco Nghe thì rất là giống Flash phiên bản điện ảnh nhưng mà cái này có trước, sau hàng chục lần xóa đi viết lại thực tại vẫn tan nát, cho nên Nora quyết định sẽ nói với mọi người, bởi Barry đang có việc trong Speed Force nên cả đội Team Up và khiến tương lai thay đổi, tức là không ai bỏ mạng trong đêm nay. Flash quay trở về từ Speed Force, nơi anh nhận được nhiều bài học làm người, vì thế nên anh quyết định chơi trò thông não với kẻ thù tôi và anh đều là bố chúng ta đều muốn những thứ tốt đẹp nhất cho người thân vậy nên hãy tin tưởng bọn tôi chúng tôi có thuốc biến meta thành người thường sikada sau đó đến star lab tiêm thử thuốc tưởng rằng thuốc ngấm là xong phim nhưng bất ngờ một sikada khác tới phá bung bét rồi đem olin về nhà cô ta chính là đứa cháu gái Grace ở tương lai với kinh nghiệm chiến đấu dày dặn. Cả nhóm tất nhiên không phải đối thủ của cô. Cuối cùng ông chú Olin phải đến can ngăn cháu gái đã bị tiêm nhiễm bởi những lời tiêu cực ông nói. Khi cô bé nằm hôn mê ở giường bệnh, dạy trẻ con thì dễ, nhưng cái tuổi nổi loạn như này thì khó. Grace thấy ông chú nói nhức hết ca đầu, nên cho chú xanh cỏ luôn. Ở Star Lab, sau quá trình tự điều tra đã khám phá ra một bí mật động trời rằng suốt thời gian qua, Nora đã nghe lời Reverse Flash ở tương lai để khiến tương lai thay đổi theo ý hắn. Ai cũng có một câu chuyện đằng sau. Lần này này là Nora ở năm 2049 trong một lần bị God Speed, một tên Speedster bắn điện khiến văng vào đống chất hóa học và khiến cô có sức mạnh siêu tốc độ. Nora sau đó tìm hiểu và phát hiện ra người bố mất tích của mình là Flash. Cô tới nhà giam đặc biệt để hỏi Reverse Flash về bố của mình. Sau nhiều lần nói chuyện cũng như chỉ bảo, hắn trở thành thầy của Nora và thao túng cô bé để Nora tin rằng điều đó sẽ thay đổi được tương lai Flash bị mất tích cuối cùng. Flash quyết định trả con gái lại về tương lai và không quên cảnh báo son vậy thì tại sao thorn lại giúp nora và flash đánh bại cicada bởi thứ duy nhất kìm hãm sức mạnh của hắn chính là con dao hình xét nếu cicada ở quá khứ bị tiêu diệt cùng con dao reverse flash sẽ tự do trước khi bị hành hình dù biết điều đó nhưng Barry vẫn phải phá hủy con dao để cứu mạng con gái. Điều đó mang lại tự do cho chớp ngược, nhưng đó không phải là điều duy nhất thay đổi ở tương lai. Việc con dao Cicada bị phá hủy khiến Nora không được sinh ra. Có thể do Barry và Iris không làm tình nữa, hoặc cũng có thể con tinh trùng chiến thắng không phải là Nora. Flash cùng vợ nhìn con mình tan biến trước cả khi được sinh ra, và đó là kết thúc của mùa năm. Sau khi vượt qua cái chết của con gái, Flash suy nghĩ tới chuyện anh bị biến mất trong tương lai trong sự kiện khủng hoảng. Anh muốn du hành thời gian tới thời điểm đó để chứng kiến tận mắt Nhưng con đường không thời gian đã bị chặn lại bởi vật chất tối Flash nhờ sự giúp đỡ của Jay Garrick ở vũ trụ 2 để giúp anh tìm hiểu Vì sau khi chứng kiến cả tỷ dòng thời gian khác nhau Chỉ có cách Flash hy sinh mới cứu được cả thế giới Thế là anh có chút suy Dĩ nhiên là phần này có phản diện Hắn tên là Ramsey Russell Ramsey mắc chứng thực bào máu từ mẹ hắn Người đã qua đời vì căn bệnh quái oam này Giải pháp duy nhất mà hắn nghĩ ra để kéo dài sự sống là sử dụng máu của người đang sợ hãi kèm theo vật chất tối. Hắn có khả năng điều khiển máu của bản thân khiến nó tạo thành một lớp giáp như là Venom. Ngoài ra có thể thao túng người khác bằng cách tiếp xúc với máu của họ. Trong một lần Rap giao chiến với dây cậu bị thương nặng. Flash phải truyền máu của mình để giúp Rap hồi phục nhanh hơn. Điều đó dẫn đến máu của dây chui vào người Flash và khiến anh bị lây nhiễm. dây cho Barry nhìn thấy những cơn ác mộng nơi anh không thể bảo vệ được mọi người. Và cả những viễn cảnh hạnh phúc nếu như anh chịu chấp nhận tha hóa theo hắn Sau một quá trình đấu tranh nội tâm căng thẳng Tưởng rằng berry đã chiến thắng tâm ma và lấy lại cơ thể Nhưng thực chất đó lại là dấu hiệu của việc bị Ramsey kiểm soát hoàn toàn Khi đã cảm hóa được người hùng của thành phố Central Ramsey bắt đầu kế hoạch zombie hóa thành phố trở thành tay sai của hắn Tên này dẫn quân đến Star để sử dụng công nghệ ở đây với tham vọng toàn cầu Nhưng khi Flash đối diện với Iris Anh bị con đĩ tình yêu thức tỉnh bản năng trong mình sau đó Flash giành chiến thắng bằng cách khiến hắn nhớ tới người mẹ quá cố. Ramsey bị nhốt lại trong một chiếc lồng đặc biệt không thể nào thoát ra. Tập 9 này là sự kiện crossover giữa các show của đài, lần này có thêm cả Batwoman. Nó mang tên khủng hoảng trên vô hạn trái đất. Cơ bản là sự kiện xảy ra vì một thằng anti monitor muốn hủy hoại đa vũ trụ và nhà đài lấy đó làm lý do để đưa các xôi ngùng của mình lại với nhau đứng combat trước máy quay. Khủng hoảng được giải quyết và Flash không còn bị mất tích như trong bài báo nữa nhưng lần này có một chút hậu quả là tất cả các vũ trụ bị gộp lại vào vũ trụ một của Flash tức là ở đây có cả Flash, cả Supergirl, Batwoman vân vân nhưng phiên bản song trùng thì không tức là chỉ có một Well, một Flash còn những tên tội phạm đã chết thì được bù từ những vũ trụ khác qua Tạm gác mấy tên tội phạm mà mùa nào Flash cũng dẹp như creep thì có một vấn đề xảy ra với Speed Force là nó đang chết dần bởi năng lượng của Speed Chi mà Flash từng mang vào. Giải thích tầm quan trọng thì Speed Force giống như nơi cung cấp cho các Speedster năng lượng để họ chạy. Nếu Speed Force chết, Flash sẽ giống như chiếc điện thoại không có sạc pin. Chính lúc Flash không thể sử dụng tốc độ thì Ghost Speed tên Speedster với tia sét trắng biết được điều đó và tới làm phiền. Barry tìm tới Harley, người duy nhất có thể đánh bại Ghost Speed bởi thiết bị tạo dung cảm của mình. Đổi lại họ giúp Derrick, bạn của Harley ổn định trở lại. Ngoài ra thì từ đầu phần 6 Iris bị mắc kẹt trong một thế giới gương Chả ai quan tâm Đến cuối phần thì lại biến mất trong thế giới gương Nobody care Phần 6 cứ thế mà kết thúc Vấn đề năng lượng của Speed Force vẫn bị bỏ ngỏ sang phần tiếp theo Và tôi còn quại Xin chào và hẹn gặp lại